Vâng, xin được mến chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là những dòng đầy của B3 các bác nhé. Cái model đó là A7+. Với công suất 8 ohm đạt 660W trên kênh và 1000W với 4 ohm trên một kênh các bác nhé. Khi mà nhắc đến những dòng của B3 thì các bác sẽ không xa lạ gì được. Với những đôi loa chất lượng, vang chất lượng và những cục đẩy cũng rất là chất lượng của dòng B3 các bác nhé. Với những dòng B3 thì đến từ thương hiệu của Đức các bác nhé. Có một cái giải âm rất là chi tiết cũng như là sắc nét. Ở đó nó rất là ấn tượng về cái giải tép các bác nhé. Giải tép rất là mềm, nó không khác gì dòng của Sansui. Như các bác đang được nghe đây là tiếng mộc các bác nhé. Tiếng mộc của một chiếc đẩy B3A7+ tín hiệu đây. Em đang cho trên cái laptop các bác nhé. Đi thẳng vào chạy ra loa để các bác có thể cảm nhận được thực tế hơn cái độ nhuyễn chép. Cũng như là độ chi tiết. Với dòng B3 thì các cái giải dường như là cân các bác nhé. Cân từ giải trung, giải bát, giải tép. Với công suất này thì các bác có thể chơi gia đình hoặc là chơi ngoài trời với những đôi loa như là 40 hoặc là 30, 25, 20 đều ok. Đặc biệt thì với cái bản B3 này thì có cái chế độ đó là tín hiệu các bác nhé. Cái tín hiệu khi các bác tăng lên cao nó sẽ không lên đột xuất các bác nhé. Đó các bác này, các bác cùng nhìn này. Đó, tín hiệu nó rất là xử lý rất là tốt, khi mà các bác tăng nhanh lên nó cũng không còn lên đó. Với nhiều dòng thì các bác chỉ cần để tầm 7 đến 8 giờ theo kim đồng hồ thôi là cái tín hiệu đã lên rất là to. Nhưng mà với dòng này thì nó hám theo cái mạch bên trong cũng như là cái chiết áp của nó xử lý cũng rất là tốt. Các bác muốn để mà căng cũng như là lên tầm 80% thì các bác phải để tầm khoảng 2 giờ. Đấy, công suất lớn nhưng mà cái chiết áp xử lý rất là tốt. Làm gì giờ quên hết những lời thề xưa. Đó là một cái hay của dòng B3 đó. Mỗi một cái dòng đẩy thì nó sẽ có cái hay khác nhau các bác nhé, từ chất lượng cho đến cái hình thức. Đây là những cái dòng của A7, công suất thì ghi rất là cụ thể ở trên này. Sợi treo 8 ohm 660W nhân 2, 4 ohm là 1000W trên 2 kênh các bác nhé. Đó, và đây là mạch bên trong. Dòng này cũng sử dụng đó là 8 tụ các bác nhé. Bên em thì làm rất là nhiều các cái mẫu B3 như A7 này, nhưng mà đợt vừa rồi thì cũng hết hàng. Hôm nay về thêm được có 2 chiếc thôi. Đó, nguồn này các bác này. Đó, nguồn đồng các bác nhé. Hai mạch. Các bác nhìn cái thiết kế phần tải nhiệt này, hoa văn rất là hay. Đó. Nó làm mát theo những cái khe này. Sẽ có hai quạt, một vế các bác nhé. Đó, vế phải, vế trái. Và ở đây các bác cùng nhìn ở mặt sau cũng sẽ ghi cái công suất rất là cụ thể nhé. A7 cộng này. Đó, 660W nhân 2 và 1000W nhân 2 với 4 ohm. Ở đây có chế độ như là panel, dồn kênh hoặc là stereo hai kênh riêng biệt. Đó, và ở đây có cái độ nhạy từ 5H cho đến 50 các bác nhé. Và tiếp mát có đầy đủ thông tin ở trên này. Và đầu ra thì cũng có sử dụng đó là cái giắc khóa thường này hoặc là sử dụng new trick các bác nhé, new trick. Với công suất này thì các bác có thể chơi với 2-30 thì nó rất là ok các bác nhé. Đây là đầu vào, hai quạt. Với mẫu này thì quạt chạy từ 6 đến 12V cũng rất là êm. Đó, như chiếc em đang chạy đây. Đó, nguồn này các bác nhé. Đó, nguồn đâu đó tầm khoảng 19cm thôi. Tụ nó nằm bên dưới này các bác. Đây, nó nằm bên dưới này.
Với máy B3 thì nó cũng khá là tương đương như là những máy của dòng Sansui, mạch kiểu mạch KWH, với tiêu thụ dòng điện cũng khá là thấp. Cái thứ hai đó là để mà chạy nóng thì những cái dòng này thì nó lại không nóng, vì nó tải nhiệt theo cái hệ thống mạch rồi, xử lý nó không như là mạch AB, nó sẽ làm rất là nóng về cái phần tải nhiệt. Nhưng với dòng này thì tải nhiệt nó rất là ít, rất là nhỏ, cho nên là cái trọng lượng của nó cũng khá là nhẹ thôi chứ không nặng. Như chiếc này đâu đó chắc là khoảng 19 cân một chiếc thôi. Em mong xanh bước cùng anh vui bên nhau ngày đám cưới trên đường hoa tinh khung trời. Đó là vài cái điều mà em muốn chia sẻ với tất cả các bác. Còn về cái chất âm thì đúng không phải chê đâu về cái dòng sản phẩm của B3 rồi. Tiếng rất là chi tiết cũng như là êm các bác nhé. Hiện tại thì với những chiếc cục đẩy của B3 A7 cộng thì có giá hơn 4 triệu các bác nhé. Hơn 4 triệu một chiếc các bác nhé. B3 A7 cộng. Các bạn có nhu cầu thì cũng có thể liên hệ trực tiếp với bên em qua số hotline 0977434361 các bác nhé. Với dòng này thì cái chiều sâu bên trong cũng khá là ngắn thôi. Nó rơi vào tầm khoảng 38 đến 40 gì đó thôi. Nói chung là với cái mức giá thì vượt xa, cái mức giá thì sẽ gọi là vừa phải thôi. Còn chất âm thì vượt xa với tầm giá rồi các bác nhé. Nếu mà để mà nói với những chiếc đẩy của B3. Vâng, các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với bên em các bác nhé. Em cũng xin được cảm ơn các bác rất là nhiều. Đừng quên cho em xin một like cũng như là đăng ký kênh các bác nhé. Em xin được kết thúc video, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.